Nhiều chị em thì trong lòng muốn được dùng ngay lập tức để cảm nhận xem có tốt, như hàng ngàn người phụ nữ ngoài kia nói không? Nhưng lại nơm nớp lo sợ, mua phải hàng giả thì hối tiếc cả đời. Khá nhiều chị em hoang mang khi muốn tìm hiểu mức giá trước khi mua sản phẩm kem truyền trắng Sindotot. Chính vì thế để mua được hàng chính hãng, giá lại niêm yết, thì hãy xem hết video bên dưới để có thể tìm hiểu kỹ hơn về mức giá của kem truyền trắng Sindotot này nhé. Bên mình là shop bán hàng nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt. Chỉ cần gõ những từ khóa đơn giản tìm kiếm tại các website hay các trang mạng xã hội chị em sẽ nhận được khá nhiều kết quả khi mua sản phẩm kem truyền trắng Sinodot. Có thể nói, kem dưỡng trắng da Sinodot White Hàn Quốc chính là sự lựa chọn hoàn hảo nhất cho mọi làn da. Đây là một trong những dòng sản phẩm chăm sóc da mặt được tin dùng, bởi thành phần đều rất lành tính, thích hợp trên mọi loại da. Lợi dụng niềm tin của khách hàng vào sản phẩm và hiện chưa có một cơ quan quản lý chặt chẽ nào can thiệp về các mức giá hàng hóa qua các trang mạng, nên chính vì vậy mà sản phẩm hiện nay có khá nhiều mức giá khác nhau, từ rẻ đến mắc đều có đồng thời yếu tố hàng thật hàng giả kém chất lượng cũng sẽ khiến cho kem truyền trắng sinh đô tót có nhiều mức giá thật ra hiện nay sản phẩm sinh đô tót được bán rộng rãi trên thị trường với giá giao động là 530.000 đến 650.000 đây cũng là mức giá chung nhất trên thị trường và phù hợp với nhu cầu sử dụng của nhiều khách hàng còn nếu như bạn mua sản phẩm có giá thấp hơn giá ở trên thì nên xem xét và kiểm tra lại sản phẩm để chắc chắn rằng sinh đô tót không phải kem trộn hay hàng phách nhé Kem chuyển trắng Sindo White Cream hiệu quả tốt, nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop giúp bạn trẻ đẹp của mình cũng có bán kem Sindo tốt hàng chính hãng, shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo số 0376102822 bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.